Ngày hôm nay thì chương trình cũng đã nhận được câu hỏi đến từ khán giả có tên là Thúy Lê đã hỏi như sau. Xin được hỏi chuyên gia là gà con do mẹ ấp nở ra, sau bao lâu thì mới cho ăn uống được? Vâng, thưa khán giả Thúy Lê, chuyên gia đã tư vấn cho câu hỏi của chị như sau. Vâng, thì sau khi mà gà nó ấp nở ấy, thì đây là ấp là do mẹ ấp nở, thì bao nhiêu ngày có thể tự ăn uống được? Thì theo tôi này, thông thường nó sẽ theo mẹ nó khoảng chừng 3 tuần. Ba tuần coi như nó sẽ con mẹ nó sẽ chăm sóc con còn nhưng mà nói chung đúng chiều lạnh như này thì cũng phải chú ý là nuôi con mẹ trong thời gian đó thì ở điều kiện cái nhiệt độ chuồng nuôi cũng phải đảm bảo. Tất nhiên là khi nó lạnh thì nó sẽ chui vào trong bụng con mẹ và cánh nó sẽ ủ lên. Thế nhưng mà có điều phải nhiệt độ bên ngoài nó quá thấp, hiện nay quá thấp thì chúng ta phải giữ cái điều kiện nhiệt độ chuồng nuôi cho nó ở cái tuần đầu tiên là cố gắng là khoảng 32-35 độ C. Thế còn nhiệt độ tuần thứ hai thì mình giảm xuống thôi 30-32 độ C, tuần thứ ba 28-30 độ C cho thích nghi dần với điều kiện bên ngoài. Và tất nhiên trong quá trình đó mình cho thức ăn bình thường, đúng không? Thế thì cho ăn rồi thì nó sẽ thích nghi dần. Thế và sau 3 tuần thì hoàn toàn có thể tự nó ăn uống được, tự ăn uống được, không cần phải tách mẹ ra để mình nuôi. Thì như vậy để con mẹ nó lại làm thực là thực hiện nhiệm vụ tức là sinh sản bình thường và chuẩn bị để cho một cái giai đoạn mới. Thì tôi nghĩ là được, nhưng lưu ý là phải phòng bệnh như đó. Có mấy cái bệnh rất quan trọng đối với gà đấy, dù là nuôi theo mẹ hay là gì chăng nữa thì đều phải phòng bệnh. Bệnh đó không thể không phòng và chúng ta có thể dùng vaccine để phòng bệnh Newcastle của Lasota, rồi Newcastle hệ 1 là để phòng bệnh Newcastle. Thứ hai là bệnh đậu, chúng ta trùng vào cánh để phòng đậu. Thứ ba là nuôi gà mà gà ấp thì như thế thì tôi nghĩ rằng là sẽ phải thời gian là tương đối dài, phải được 4 đến 5 tháng bắt đầu mới xuất chuồng được, cho nên phải dùng thuốc vaccine Marek để tiêm phòng cái đó. Thế còn các vaccine khác ví dụ như vaccine IB, INT thì với điều kiện chăn nuôi hẹp như thế thì không bệnh này có thể nó phát sinh, không cần phải dùng. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Trần Đại đã gửi tới chương trình một câu hỏi như sau. Nhà tôi có nuôi 300 con ngan thương phẩm được 50 ngày tuổi, 4 ngày hôm nay thì ngan có hiện tượng là giảm ăn, ủ rũ, đi ngoài phân trắng vàng, đã chết mất 10 con. Xin được hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Vâng, thưa anh Đại thân mến, sau đây là những lời tư vấn của chuyên gia dành cho câu hỏi của anh. Với cái biểu hiện lâm sàng mà anh Đại mô tả cho tôi đấy, thì tôi cho rằng đây là bị cái bệnh thương hàn do vi khuẩn Salmonella gây ra. Thế giờ để điều trị cái bệnh này thì tôi tư vấn cho anh Đại là nên lựa chọn cái thuốc Trimetoprim kết hợp với Sulfamethoxazole, hoặc anh có thể dùng Propidicone, hoặc anh có thể dùng Norfloxacin. Cho nó uống một lần trên ngày và cho uống liên tục trong vòng từ 5 đến 7 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn nhà sản xuất. Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải nâng cao sức đề kháng cho nó bằng cách dùng chất điện giải glucose hay KC hòa với vitamin tổng hợp, hòa với men tiêu hóa thành nước, cho nó uống thay nước trong vòng khoảng từ 3 đến 5 ngày liền thì nó sẽ ổn định trở lại. Và bổ sung cái men tiêu hóa, rồi vitamin A, D, vitamin B complex và khoáng chất premix vào trong thức ăn để cho nó ăn liên tục trong vòng 1 tháng để giúp cho quá trình chuyển hóa thức ăn nó tốt hơn, bệnh khỏi những chuyển hóa thức ăn tốt hơn để giúp cho quá trình sinh dưỡng phát triển trở lại bình thường. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả có tên là Trần Thắng đã hỏi với nội dung như sau. Nhà tôi có nuôi gà Relay đã được gần 2 tháng tuổi. Gà có biểu hiện là bị khô chân, teo lườn, cù dù, đi ngoài thì phân đỏ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp điều trị. Vâng, với những biểu hiện bệnh trên đàn gà như vậy thì chuyên gia đã có lời giải đáp như sau. Hiện tượng cái biểu hiện lâm sàng mà mô tả như thế thì có hai vấn đề nảy sinh. Nhất là bị bệnh cầu trùng. Bệnh cầu trùng kết hợp với nhiễm khuẩn kế phát. Thứ hai ấy, là cái hiện tượng khô chân đó là do vấn đề thiếu khoáng chất vitamin dẫn đến hiện tượng khô chân. Thế thì theo tôi ấy, thì cần phải chú ý thế này. Là mình phải dùng cái thuốc bay cốc 2,5% cho uống 2 ngày thôi. Theo đúng chỉ dẫn sản xuất thì nó diệt được cái loãng bào cầu trùng. Nó diệt được cái loãng bào cầu trùng và như vậy nó sẽ không có hiện tượng phân màu đỏ nữa. Thứ hai ấy, là anh nên dùng thuốc Propidicone kết hợp hoặc là cái thuốc Norfloxacin hoặc là có thể dùng thuốc Flomiquin cho nó uống một lần trên ngày, cho uống 5 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và đồng thời với quá trình đó thì mình cần phải dùng cái chất điện giải glucose kết hợp với vitamin tổng hợp và men tiêu hóa và pha nước cho nó uống thay nước liên tục trong vòng 3-5 ngày. Như vậy thì nó mới sẽ giải quyết được cái vấn đề. Vì trong cái chất điện giải glucose nó có cả vitamin K cho nên nó cũng sẽ kìm hãm cái chuyện xuất huyết ở đường tiêu hóa để giúp cho cái điều trị nó sẽ hiệu quả tốt hơn.
Thế và tất nhiên là mình cần phải thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi để mà diệt những cái mầm bệnh nó bài thải theo phân ra ngoài môi trường, trong đó có cả cái nón bảo hộ trùng. Thì như vậy cái việc phát triển về chăn nuôi của chúng ta nó mới đảm bảo thực sự an toàn.